Giờ với khách nhiều khách ít, gà ôm có trong đó có 7 người làm, 7 đứa gái. Việt Nam 5 đứa, Campuchia 2 đứa. Trong xe ra ông mở cửa ông không thấy mình, ông chạy đi theo, ông chạy đi theo cái đầu, ông cầm cái súng theo, cầm cái súng theo cái đầu. Ông hỏi hỏi mấy người đó, người ta chỉ mình trốn trong nhà đó, ông vô lấy súng quánh đầu mình, dắt mình về, mình lấy tiền lại. Ông lấy tiền lại rồi chủ mình quánh mình thêm, lấy cái súng quánh đầu mình cái nữa. Gần như là mình và anh Bùi Hồ á có một cái cảm giác rất là xúc động khi mà đón chị Duyên từ bên Campuchia về. Có lẽ mọi người sẽ biết rằng là câu chuyện mà đưa chị Duyên về á sẽ khó thực hiện, nhưng mà hôm nay mọi thứ cũng đã chót lọt và thành công rồi. Ngay lúc này chị Duyên vẫn không cầm được nước mắt. Từ cửa khẩu cho đến khu vực này là mình đã di chuyển khoảng 30 phút rồi. 30 phút qua chị nhìn lại quê hương chị khóc dàn dụa. 13 năm rồi mà, 13 năm nhớ quê hương, muốn về quê hương nhưng không được. Ngày hôm nay thì chị về quê thì chị điều mà chị mong muốn chị thực hiện lớn nhất đó là gì, chị Duyên? Dạ, gặp mẹ. Dạ. Gặp được mẹ. Dạ. Và gặp ai nữa? Như em. Em chị là ai? Em còn em trai trên đế. Còn đứa em trai nữa đúng không? Dạ. Bây giờ như thế này, em sẽ gọi điện thoại cho mẹ chị yên tâm nha. Dạ. Hiện giờ thì mẹ và cả xóm thì người ta cũng đã biết là chị qua Việt Nam thành công. Em sẽ gọi. Dạ. Đây là người hàng xóm, chắc có lẽ là bà con cũng đang chờ cuộc gọi của mình dữ lắm. À, mọi người. Sáng hôm nay thì mình với anh Bùi Hồ á phải di chuyển rất là sớm từ Sài Gòn lên cửa khẩu Mộc Bài, vì Sài Gòn lên đây thì sẽ bị kẹt xe rất là nghiêm trọng. Ui, ở nhà cũng đang bận việc sao ta, để gọi. Và gần như là tâm trạng mấy anh em á hồi hộp lắm. Và chị Duyên thì đêm hôm qua như thế nào chị Duyên? Không ngủ được. Không ngủ được. Không ngủ được ha. Mình đang kết nối với gia đình đó thì nhân tiện đây thì mình cũng nghe lại cuộc trò chuyện của chị Duyên. Chắc có lẽ nhường lại cái cuộc trò chuyện đó cho Bùi Hồ đi, tại vì em phải tập trung lái xe á. Ôi, người nhà được rồi. Alo, về tới rồi gì hả? Quay đường điện thoại qua cho mình. Đang về đây cho gặp chị Duyên nè. Chị Duyên cầm điện thoại nói đi chị. Không, chị cầm cái điện thoại đi. Cầm điện thoại giúp em ơi. Chị Duyên ơi, chị cầm điện thoại đi chị. Chị đợi chị. À, chị cầm điện thoại. Nói chuyện đi, nói chuyện với gia đình đi chị Duyên. Trao đổi đi cho nó. Dạ. Dạ. Biết gì Tư. Dì Léo. Dì Hòa. Dạ, đang trên đường về. Chị Duyên đang đọc lại tên người. Nhớ. Dạ. Lớn quá nhìn đúng gà. Đúng rồi, đúng rồi.
mới qua cửa khẩu một chút xíu. Rồi, thôi để cho mọi người nghỉ ngơi rồi mình sẽ kết nối gặp trực tiếp nha. Dạ, sớm đang gọn gàng lắm không ơi. Chị Duyên quay trở về là biết được thông tin chị Duyên á mà còn sống thì cả xóm đang gọn gàng xôn xao hết à. Và ngày hôm nay là cái ngày mà chị Duyên quay trở về lại quê hương, thì ở dưới đang chuẩn bị những cái mọi người đang gác lại cái công việc riêng á để mà đón chị Duyên trở về quê hương. Thôi bây giờ như này, cho chị Duyên kể lại cái hành trình này cho các bác chị hiểu hơn. Vì sao chị sang Campuchia, vì sao 13 năm qua cái quãng đời thời gian của chị đưa vào những cái quán cà phê rồi như thế nào đó, mình anh Hồ có thể tiếp chuyện cho bà con bác. Ngày xưa khi mà qua Campuchia thì chị có thể kể lại cái hành trình đó cho tụi em biết được không? Đầu đang đi học, ở dân bà ngoại thì đang đi học cái bữa đó quen với nhỏ bạn đó, kiểu cũng mới quen cũng mấy gì thân mà tối đi chơi coi mấy người về đây hát đó, rồi nó thấy đang nhận bên bồ gia đình ngủ rồi giờ mới về nhà tầm bốn đêm thì chị nằm hết nhận gia đình mình mới về. Rồi về nhà nó ngủ ấy, thấy nó nói buổi tối ngủ hai đứa bạn đó, nó nói là mấy giờ mày khỏi về nhà nữa đâu, không thấy ba mẹ không ai thương mày hết trơn, ai cũng mạnh ai cũng bỏ mày đi, ông ngoại mày già có lo được gì cho mày đâu, mày con gái càng ngày càng lớn mày càng phải có tiền ngơi sắm sửa một đêm kia cho một xe chiếc ta, chứ không phải mày để mày chị ai mà thương mày. Rồi gia đình mày cũng đang khổ, mấy mày qua bên đó thôi, chỗ mẹ tao ở bên Campuchia bên mày qua bển mày chạy bàn mẹ tao cũng được, tới tháng mà có tiền mày gửi về cho ông bà ngoại mày, tưởng vậy đi theo nữa đi qua bên Campuchia có luôn, đi dắt vô quán cạo gió trên Campuchia. Quán gì chị? Quán cạo gió. Dạ. Đại bản cạo gió rồi đại chúng nó, rồi nó không biết nó có mượn tiền bao nhiêu rồi nó đi, nó mày ngồi đây tao đi mua cơm cho mày ăn. Chưa mua cơm về ăn hai đứa, tao mày cũng chưa ăn gì sáng giờ nữa. Nhờ bạn về thôi, mình cũng mệt rồi chứ bạn mình đi mua cơm về ăn hai đứa, mới qua mình cũng không biết gì, đi mua cơm đi hoài chạy đậu hoài không thấy về, không thấy về. Ngày đầu tao thấy chủ nhà tao thấy mình mệt, tao không cho tao chưa mình đi ngủ đi cho hết mệt, rồi hả mơ hay làm chuyện mình tưởng nó là mẹ nó thương mình nó tội nghiệp mình, bạn của nó thì cho mình đi ngủ rồi mơ hả làm rồi lên công việc nhà gì vậy đó, nhà có đâu mơ qua phía sau bắt tiếp hết người này tới người kia không làm bỏ quánh cho mình này người kia quánh, rồi giờ nhỏ đó cũng không biết đi tới đâu mất tiêu. Lúc mà chị của mình mà chị đi học là lúc đó là chị học lớp mấy? Lớp 6. Học lớp 6. Dạ. Thì chị buồn chuyện gia đình thì chị mới tìm đến người bạn của mình. Dạ. Rồi chị ngủ ở đó. Dạ. Lớp 6, 13 thì ngày đầu tiên chị ở đó, sau đó là họ bắt chị đi tiếp khách hả? Dạ. Nhưng mà không đi tiếp khách thì sao chị? Quên. Họ có tìm chị? Lúc đó chưa đâu. Một thời gian sau. Chị có thể kể tiếp cho mọi người nghe hiểu thêm. Họ tâm thấy mình làm rồi chập chờn vậy đó, người ta cho mình chơi mấy cái hàng trắng, chơi cái người ta kêu ma đá, dạ, rồi cho mình chơi mấy cái đó cho mình điền đi đâu cũng không được, phải ở chỗ đó làm gắng làm mới có tiền chơi, nếu mà mình cho bỏ đi thì mình không có tiền chơi, không đợi người ta cho mình chơi cái đó cho mình chơi. Nhưng mà ngày nào mình chơi rồi mà mình không chịu làm á, mệt mình bệnh mình không làm tao cũng nhận quánh, rồi dù cho mệt bệnh mệt chỗ nào tao cũng phải kêu mình gắng làm kiếm tiền, tại vì mình nói mình thiếu tiền quá nhiều không biết trả cho nào nữa, bởi tao làm đủ chỉ luôn mình phải gắng đi làm tiền trả. Lúc đó thì cái tuổi của chị còn rất là nhỏ, là mới 13 tuổi thôi, thì chị biết đó là một cái chất gây nghiện không? Dạ không. Nhưng mà tại sao chị lại không biết, tại sao chị lại hít đó? Mình không biết, người ta ép
ta ép mình thôi. Dạ. Ta nói mình như thế nào thì chị hả? Lâu. Để kêu cái đó thì kêu khỏe vấn mình như cái hăng hái là đi làm cái mới mau ra tiền trả cho mới mau hết nợ mới được về nhà. Rồi mình nói mình nghĩ là chẳng người ta làm cái lời tao nhận tao mau hết nợ tao sẽ cho mình về lại nhà mình làm hoài năm này qua năm kia không lấy lợi không lấy hết. Mỗi một ngày thì từ tiền thu nhập và tiếp khách đó thì chị được bao nhiêu tiền? Em không được tiền đâu, tiền người ta lấy hết. Người ta lấy hết. Còn tiền chị nhận lại làm sao để mà sau sinh sống? Chị có nhận được tiền từ khách mua không? Nhập ngày được 10.000, 20.000, nhập ngày không có. Rồi người ta chỉ nuôi mình ăn uống thôi. Ngày hai bữa cơm. Hai bữa cơm. Dạ. Yeah. Còn tiền mà mình ngồi với khách thì chủ đó lấy hết. Dạ. Yeah. Chủ đó là người Việt hay là người Cam chị? Dạ. Yeah. Chồng vợ Campuchia, vợ Việt Nam. Chồng Campuchia, vợ Việt Nam. Chị tổng cộng thời gian mà chị ở trong đó là bao nhiêu lâu thì họ mới đuổi chị ra? Người ta không đuổi đâu, tại mình trốn đi. Mình ở trong đó cũng cả 5 năm. 5 năm? Dạ. Rồi làm sao mà chị có thể trốn đi khỏi cái nơi đó được? Nhờ mấy chị vợ gái làm trong đó trước mình thì ta làm cái mà nhà người ta ở gần đó đó. Ta làm cái đồ, ta biết đường đi chỗ nào sao sao, ta chỉ rồi ta kêu xe lại cho mình đi. Kêu xe nó chở mình lên chỗ đó đó gì đó. Rồi về chị trả tiền xe cho. Họ nói rằng là rồi là chị nói lại đó đi, rồi có người Việt Nam rồi xin cơm ăn rồi nói cãi người ta nghe đi, rồi tụi tôi ở rồi lâu lâu làm coi ai muốn làm thì nó kêu ra chị làm đi rồi người thấy dành tiền đi về Việt Nam thì được anh chị tốt rồi mới đi kêu xe chở được rồi từ cái số 1 chở xuống tới cái số 9. Cái số 9 cái đi lại đó rồi đây cũng xe cũng đã ôm bộ đẩy đó để cho cái chùa ngồi hoài chứ cái chùa đó có bà kia bà đi nghe hỏi sao giờ này tối mà không chịu về ngồi hoài con của nhà chứ tâm chi thì đâu con bị ta bán qua tâm chi dụ qua tâm chi thì giờ con biết đi đâu con cũng muốn ăn tiền con cũng có con biết đi đâu giờ nó đi rồi người nhà vậy gì cho con mẹ ăn nó cũng sợ không dám đi. Đi nước ngoài nói nào đi gì cho con ăn thiệt mà gì ở gần chùa gì không có nói dốc đâu con phải người sợ gì sợ tội lắm gì biết gì là phước gì nhà gì nghèo chứ không có giàu như người ta cơm á đồ ăn không biết còn không con chị cũng hai bà đứa có gì không mấy con về có cơm con ăn về có gì con ăn đó đi nghĩ hoài sợ không dám đi theo người ta đâu mà nắm tay mới lôi hoài nó vậy gịch gịch cái tay lại hoài em đi theo sao bị tay dụng lần nữa mới nói là mấy con ngồi đây đi gì bỏ cơm là gì con ăn về nhà bỏ bớt là cho cơm chứ một miếng một thứ không gì thật lạ rồi ngồi mới đưa cơm ăn không dám ăn cầm cái chỗ cơm hoài đói mà không dám ăn cầm hoài mới nói là vì con sợ gì con không dám ăn nhưng mà gì ăn trước cho rồi nếu mà có chết gì chết trước con hoặc là có bị gì gì bị trước con nó cầm cho cơm ăn hai ba muỗng cơm gì đó cái đầu nó là phải có thuốc độc cái gì là gì chết rồi thấy không con ăn đi ăn cho no bụng đi con rồi con không có chỗ ngủ đi là đi dắt về nhà ngủ cũng được cái ông kiếm đi ăn cơm rồi khát nước không có nước uống ngồi rồi dòm hoài không thấy đâu có nước ngồi bà đi đem cái tô của bà đi về nhà bà múc lại cho cả nước đó, là gì con không đi thôi chừng nào nào mà con không có chỗ ngủ á, ban đêm con đừng ngồi ở đây mấy thằng đây ha, nó hút hàng trắng, hút ke gì đó, nó coi chừng nó làm tội con. Con nào con mệt, con không có chỗ ngủ lại nhà gì ở khúc đó đó, chỉ cách hai ba cái nhà gì đó, bố đi, lại đằng đó bắt đầu, lại đó kêu gì đi gì mở cửa cho vô ngủ chứ đừng ngồi đây con gái mà ngồi đây phi nữa, lắm nha con, già, đâu mà đi qua, bà đi về nhà bà cái. Tối mới lại nữa mới thấy còn ngồi nữa mới nói thôi đi về nhà gì ngủ giờ không mới làm con nuôi gì luôn đi kêu làm con nuôi đó con nuôi suy nghĩ trong lòng nữa bà này kêu làm con nuôi chắc bà này có mục đích gì nữa không dám
Rồi thôi con đi mà cũng không dám ngồi ở ngoài. Thôi kệ, lỡ viên lần nữa cũng có chết thì chết luôn đi. Chị nghĩ như vậy thôi, đi theo bà về nhà bà ngủ. Ngủ mà bà này bà nghèo mà hả, bà biết làm phước. Bà làm phước thì bà cho làm con nuôi bà. Rồi tối ngày sáng bà hỏi sao gì kể bà nghe vậy. Chỗ trốn mấy số 1 vậy. Bà không cho ra đường đâu, bà cho trong nhà không. Bà sao chủ quán, mấy chủ quán đó đi kiếm. Rồi người ta thấy người ta làm tội, người ta quánh bà cũng. Thì bà không khổ, bà đâu có tiền đâu. Ở trên Campuchia nếu mà ai có tiền thì hờ thắng. Còn không có tiền thì phải thua người ta, chuyện gì cũng vậy. Bắt đầu có kêu trong nhà đừng có ra đường. Trong nhà rồi chỉ nấu cơm, rửa chén gì thôi. Rồi giặt đồ rồi. Tối ngày chỉ ở trong nhà đó thì cũng bước ra. Bước ra người ta thấy người ta bắt, người ta quánh nữa. Rồi ở trong nhà bà cũng được năm mấy hai năm bà bệnh chết. Rồi chồng ở nhà đó nhà mướn chồng bà trả lời rồi mạnh cay nó tan gã chứ mạnh ai nó đi. Mình là bác trai đi ngày dài đi sao mà hơi đi về tới con Sài Gòn đó. Là ở đó là chung gặp chung mấy người đó cũng Việt Nam với nhau đó, chia nhau là người mới sống vậy đó. Rồi mạnh ai lụm giờ nào có giờ thì đó mới mà lụm mà ví dụ ta lụm buổi sáng mà mình lụm buổi chiều rồi mình lụm buổi sáng nữa ta cũng kiếm chuyện với mình. Rồi nếu mà mình lụm một ngày hai ba cử ta cũng kiếm chuyện nữa. Ép trai mình lụm được nhiêu ta lấy hết, ta không cho mình lấy bán ăn đâu. Rồi lụm ép trai ban đêm mà về mà được nhiều chút mà xong thức canh sáng lại bị người ta lấy hết. Ngủ rồi thức gì sáng không có bạc gì để bán đi, có tiền để mua cơm. Bữa nào mà tức chiều mình lụm được ép trai nhiều ban đêm nó không dám ngủ luôn, thức canh hoài. Nhưng mà chồng ngủ thì vợ thức, vợ ngủ thì chồng thức. Ngủ thức để canh ép trai chị? Dạ, không canh người ta ăn cắp hết. Mà lúc mà chị gặp được ân nhân đó, ân nhân cái người mà bảo hộ cho chị đó, sao chị không chịu nhờ người đó đưa về Việt Nam? Anh cũng khổ. Rồi bà người nhà là mẹ nuôi người ta cũng khổ, người ta không có tiền. Chỉ có cơm buổi có cũng buổi không, người ta cũng chạy mượn đồng này đồng kia chồng ta có làm. Và ông cũng lớn tuổi làm buổi làm bữa nghỉ gì đó. Rồi nói chung là rất khổ, mình ta khổ mình còn khổ hơn, mình thấy khổ giúp khổ có sao là sống ít có sống sao qua ngày nào rỡ ngày đó gì đó. Vậy sau khi lúc mà thoát ra khỏi cái nơi mà chị làm đó, thì chị có nghĩ là mình sẽ về tìm cách gặp người nào đó đưa mình về Việt Nam không? Dạ có nghĩ nhưng mà nghĩ cũng rồi, cũng có ai cũng dám nói với ai với một nhờ người ta. Nhờ bà mẹ nuôi cũng không dám nhờ mà mình cũng dám nhờ sợ đây rồi con rồi con gái nhờ phải biết người tốt người xấu. Người tốt người ta đưa về người ta tới Việt Nam, còn người xấu người ta sẽ bán đi chỗ khác nữa. Bởi thôi mẹ nuôi sống ở đây đi con, chừng nào mà lỡ con bữa nào mà con hết chứ con có làm phước thì thế nào cha mẹ con cũng kiếm được con thôi à. Thôi con ở đây với mẹ đi, có cơm của cháu mẹ con mình đợi sống ngày nào đỡ ngày đó thì con cũng ở chung với mẹ nuôi ngày qua ngày. Em muốn nghe lại cái giây phút mà chị còn làm phục vụ ở trong những cái quán mà bắt chị đi tiếp khách đó. Thì mỗi một ngày như thế đó thì họ bắt chị tiếp khách bao nhiêu giờ và tiếp bao nhiêu khách trong một ngày đó? Một từ 6 giờ sáng tới 12 giờ khuya, tùy theo bữa khách nhiều khách ít. Gà ôm có trong đó có 7 người làm, 7 đứa gái. Mà người Việt Nam hết hay sao? Việt Nam 5 đứa, Campuchia 2 đứa. Yeah. Bắt đầu là từ 6 giờ sáng. Dạ. Yeah. Cho đến là 12 giờ khuya mới được nghỉ. Dạ. Yeah. Thì cái có nghĩa là khi mà họ đưa chị chích một cái thuốc nghiện vô á, hay là chơi ma túy đá đó, thì ngày nào họ sau khi làm họ cũng đều đưa thuốc cho chị hay sao? Sáng sớm sẽ đưa một lần đưa như là 2 đứa,
Dạ, rồi trưa một lần nữa. Rồi chiều người ta đưa một lần nữa. Người ta đưa cho mình hay có khi nào chị tự lấy tiền của mình chị đi mua không? Dạ không. Họ có nói rằng là một cái liều thuốc một lần chơi vậy là bao nhiêu tiền? Một lần, người ta nói một lần vậy là 5 đô. 5 đô. Dạ. Rồi tiền mình làm có tiền bo đi nữa, mình để túi người ta thấy có người khách mà bo trước mặt người ta là người ta móc hết. Bo trước mặt là móc hết. Dạ, móc túi mình hết. Còn nếu mà bo khách bo trong phòng mình giấu được, mình ăn cái này ăn kia không sao. Dạ. Dạ. Tại vì anh mua cái gì ăn, bộ mua kem phấn dầu thơm xài không sao. Nhắc lại cái chuyện lúc đó thì chị rất là xinh gái, và thậm chí là để đi tiếp khách là mình phải có những cái trang phục là những cái bộ đồ đẹp, những cái son phấn đi tiền trong chị mua. Bên chủ người ta đưa cho mình là rồi là chủ ta mua cho mình xài, rồi mình người ta mua chủ 5 đô ta tính 20 đô 30 đô rồi ta nợ cái nợ hoài đâu thiếu hoài chứ hoài làm không hết. Có nghĩa là mỗi một ngày chị sử dụng là một buổi là 5 đô. Yeah. Thì là 5 đô đó là chị thiếu người ta. Yeah. Chị thiếu người ta 5 đô tiền để mà mình mua cái đó mình sử dụng. Yeah. Còn tiền mình phục vụ là mình chỉ được ăn cơm thôi. Yeah. Và son phấn người ta lo cho mình. Yeah. Tiền khách bo thì người ta sẽ lấy hết luôn của mình luôn. Yeah. Thực sự khi mà chị kể lại cái khoảng thời gian sống trong những quán như vậy, mình nghĩ rằng đó giống như là một cái địa ngục trần gian, và một con người được xem đó như là một cái món vật để kinh doanh gì đó. Ai cũng có quyền, con người ai cũng có quyền mong cầu hạnh phúc và ai cũng có những quyền cơ bản hết. Nhưng mà chị bị giam lỏng như vậy á. Em chia sẻ với chị, khi mà chị qua bên đó thì lúc đó chị còn là con gái nhỏ tuổi. Chị nhớ cái cảm giác ám ảnh lớn nhất khi mà cái vị khách đầu tiên chị phải tiếp, chị nhớ thời khắc đó không chị? Khi mà một cái bàn tay của một người đàn ông sờ sọ cơ thể mình, lúc đó cái điều gì khiến cho chị nghĩ ngợi nhất? Chị Duyên sợ là kêu người ta tiếp mà không ai tiếp, la hoài người ta, kêu người ta kêu tiếp mà không ai tiếp, tại là không ai nghe. Có nghĩa là kêu tiếp rồi chị cứ la, tiếng kêu của chị á, tiếng la của chị á không ai nghe hết và không có người nào giúp đỡ hết á. Phong có nghĩ rằng là một cô gái, cô bé chị mới có 13 tuổi thôi, đứng trên một cái nơi xa quê hương, xứ lạ quê người như vậy, đối với chị đó là một cái việc mà về quê hương là nó rất khó đúng không? Cái này em hỏi một cái điều rất là tế nhị nha chị Duyên. Dạ. Vào những cái ngày đèn đỏ, những ngày kinh nguyệt của phụ nữ á. Dạ. Thì chị có bị ép tiếp khách không? Ép không có người nghĩ. Bệnh, thậm chí bệnh cũng phải tiếp khách. Ép không có ngày nghỉ. Thậm chí là chị bệnh cảm không tiếp nổi vẫn phải tiếp. Những cái ngày chị kinh nguyệt á. Dạ. Cái người cơ thể rất là mệt. Dạ. Thì lúc đó chị có nói với khách là chị đang bị ngày kinh nguyệt không? Nói, nhưng mà nhập người khách nó phải bỏ đồng tiền ra thì nó làm sao vậy? Và những chính người đó là tiền. Người Việt hay là người Campuchia hay là người Trung Quốc? Người chung là đủ thứ. Có khi nào chị tiếp khách Việt Nam xong rồi chị thỏ thẻ vào lỗ tai của những vị khách đó là thôi hãy giúp giùm cho con về Việt Nam, hãy giúp giùm cho em về Việt Nam không? Có, nhưng mà người ta chỉ hứa rồi, người ta bỏ qua chứ người ta không ai giúp. Người ta không phải chuyện người ta, chứ người ta có vợ của con, người ta đâu có dám ra mặt giúp mình rồi chuyện gia đình sao. Đồ vợ cũng đâu gì mình, cũng gì mình, người ta đâu có chấp chịu, người ta chỉ hứa cho qua lại. Từ đó đến giờ cái buổi tiếp nào? Có cái lần khách nào mà họ đánh đập chị luôn không? Không. Như Phong có chia sẻ đó, thì trong 13 năm sống một cái cảnh địa ngục trần gian đó, thì có người khách nào mà làm cho chị ám ảnh nhất trong cái cuộc đời của mình, những cái ngày mà tháng mà chị không muốn nhớ đến không?
có cầm chỉ ấy làm việc rồi nửa khuya bước mình đi ngủ rồi, ngủ khách tại khách sạn á, rồi đi ngủ tại khách sạn nói chủ là cứ có một người lên đó hai ba người trên đó mình không chịu, mình rồi về liền cho chủ kêu cho mượn điện thoại điện nói với chủ nó lỡ thôi mình ngủ đi có chết chóc gì đâu, không đâu con đi về lại cái ông đi vô tắm cái đồ ha, hai ông kia đi mua bia lên làm uống, cái đầu mình ngoài này mình chạy xuống nhà trọ xuống dưới lại mình chạy ra ngoài khỏi cửa cỡ cách hai cái nhà mình chạy vô nhà để trốn không cầu trong chi ra mở cửa không thấy mình cũng chạy đi theo cái đầu không cầm súng theo cái đầu ông hỏi mấy người đó người ta chỉ mình trốn trong nhà đó không vô quánh lên đầu mình dắt mình về mình lấy tiền lại rồi chủ mình quánh mình thêm lấy cái súng quánh lên đầu mình cái nữa là hai cái tới giờ mình sợ có nghĩa là anh khách đó anh cầm cây súng anh đi kiếm chị gặp được chị thì anh lấy cái cán súng đó anh đánh lên đầu chị và khi mà chị rời lại nơi chủ của mình thì chủ của mình lại đánh thêm một lần nữa và đó là hai lần ám ảnh nhất trong cái cuộc đời của chị. Lúc đó là khoảng bao nhiêu giờ hay mấy giờ hả chị? 2-3 giờ khuya. Tại 2-3 giờ khuya. Ở tại ước đi ngủ lúc đó là 12 giờ mấy sẽ sàn đóng cửa quán đó. Rồi đi kiếm nhà trọ gì nữa cũng mất thời gian đi xe để kiếm mướn nhà trọ. Rồi mướn được nhà trọ thì cũng vô cả 1 giờ 2 giờ. Rồi nói chuyện qua lại nữa cũng 2 giờ mấy. Cái khoảnh khắc ám ảnh nhất là cái khoảnh khắc trong đêm khi mà anh chạy thất thần, anh nhớ ngày xưa có một cái tiểu thuyết gì đó chạy đi trong đêm đó không, nó gây cho anh ám ảnh từ xưa đến giờ, nghe chị Duyên kể lại nó giống như là một cái